Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh của mình nha. Mình là Duy Khả đây. Chúc tất cả mọi người một ngày mới học tập làm việc vui vẻ nha. Như mọi người cũng đã thấy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người làm món chân gà sốt Thái một cách đơn giản và ngon nhất nha mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ ướp chân gà với muối với cho một tí giấm cho nó thấm một đều một chút nha mọi người. Và sau khi chúng ta đã trộn đều muối với giấm thì bây giờ chúng ta sẽ làm móng cho chân gà cho nó sạch sẽ rồi chúng ta ăn cho nó ngon lành nha anh em. Thế nhìn móng gơ của anh khó mà nhai được. Bây giờ chúng ta xách một tí gừng chuẩn bị nấu nước sôi nha mọi người và chặt một ít đầu sả để luộc gà cho nó thơm nha. Ok mọi người, bây giờ đợi nước nó sôi nha. A few minutes later. Và trong thời gian chờ đợi nước sôi thì chúng ta sẽ xắt xả nó ra và nói chung là các gia vị chúng ta sẽ xắt lần nhỏ ra cho nó. Tí nữa chúng ta sẽ bắt đầu làm nước sốt Thái nha mọi người. Và chúng ta sẽ vắt một ít quả tắc để lấy nước làm nước sốt nha mọi người. Tại vì có nước sốt này nó có mùi tắc nó sẽ rất là thơm. A few minutes later. Và sau khi nước sôi thì bây giờ chúng ta sẽ cho chân gà vào và chúng ta cho luộc từ 10 đến 15 phút để chân gà có thể chín nha mọi người ơi. Đừng luộc quá lâu để chân gà nó mềm thì không được ngon. Ok mọi người, trong thời gian đợi chân gà thì chúng ta sẽ bắt đầu xắt nhỏ xoài ra thành những cái con cờ mọi người, nó ô ô ô á. Để chúng ta tí nữa chúng ta sẽ ngâm với sốt và trộn đều với chân gà thôi. Ok mọi người, có vẻ như chân gà là ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vớt chân gà ra và hãy chuẩn bị một cái thau, chuẩn bị khoảng 3 đến 4 cục đá sẵn nha mọi người. Và chúng ta vớt đổ chân gà vào để nó có cái độ lạnh đó, để nó giữ cho chân gà nó có thể cứng và giòn dai ngon nha. Ngâm khoảng 5-10 phút nha. Thank you.
minutes later. Ok mọi người, trong thời gian ngâm chân gà thì chúng ta bắt đầu cho biến nước sốt thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ đổ chén nước tách vừa vắt xong. Rồi cho một tí tỏi, rồi cho sả vào nha mọi người. Rồi chúng ta tao đều cho nó vàng vàng một tí. Chúng ta sẽ đảo đều nha mọi người và cho một ít đường, khoảng 3 đến 4 muỗng tùy khẩu vị mọi người thôi. Người nào ăn ngọt thì bỏ nhiều hơn một tí. Rồi chúng ta sẽ cho khoảng 2 đến 3 muỗng nước mắm nha mọi người. Nước mắm nào cũng được nhưng mà tùy khẩu vị mọi người thôi. Mình thì cho khoảng 2 đến 3 muỗng được rồi. Và chúng ta nên nhớ hãy đảo đều để xả đồ tỏi nó khỏi bị cháy nha. Và chúng ta sẽ cho một chén ớt bột vào. Ớt bột thì tùy mọi người thôi. Mọi người thích ớt bột nào thì bỏ loại ớt đó thôi. Hoặc là ớt trái xắt ra cũng được. Bây giờ chúng ta cũng có thể là nghe mùi nó rất là thơm luôn mọi người ơi. Và chúng ta đảo đều một tí cho nó khỏi cháy rồi cho ít tương nha. Ít tương đỏ vào tùy khẩu vị mọi người thôi. Bỏ ít tương đỏ thì đừng nhiều quá. Ok mọi người, chúng ta đã cho biến xong cái nước sốt thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu gấp những cái chân gà ra cái tô. Rồi chúng ta sẽ đổ cái nước sốt vào và chúng ta sẽ trộn đều thôi. Rất là đơn giản và nhanh gọn luôn mọi người. Mà rất là hiệu quả, rất là thơm ngon luôn. Ok mọi người, sau khi chúng ta trộn đều xong thì chúng ta được một đĩa như thế này. Và mọi người hãy cho nó vào tủ lạnh khoảng từ 2 đến 3 tiếng rồi chúng ta có thể lấy ra ăn nha mọi người. Đỡ thời gian đó có thể nước sốt nó có thể thấm vào chân gà thì thơm ngon hơn nha mọi người. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video này. Mọi người cảm thấy hướng dẫn này hay và thú vị, nhớ cho mình một like và một chia sẻ video này. Và đừng quên ấn vào nút đăng ký và cái chuông để theo dõi những video mới nhất từ kênh của mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người nhé.